Tô Vân xuyên qua đến đô thị tinh linh thế giới, bắt đầu buộc chặt hiến tế tiến hóa hệ thống. Chỉ cần hiến tế số lượng nhất định đồng loại tinh linh là có thể mở ra ẩn dấu tiến hóa lộ tuyến. Hiến tế một vạn con lục mau trùng, mở ra SSS cấp ẩn tàng tiến hóa lộ tuyến. Sâu lông xanh, răng rồng, đá quý rồng, vẫy ngược, bảo châu cỏ xanh, vương miệng bạc bạch kim liệt không tọa, hiến tế một vạn con hoa hoa ngâm ếch, mở ra SSS cấp ẩn dấu tiến hóa lộ tuyến. Hoa hoa bong bóng ếch rám chi thạch hắc ám cầu nguyền rũ chi phù tâm chi giọt nước kịch độc bảo châu bóng tối thích dết nhẫn ếch. Nhiều năm sau, cố lạp đa xâm lấn nhân loại thành thị, tô vân chân đạp bạch kim liệt ngồi không trắng trợn phiêu tại đỉnh đầu của nó ung dung nói. Liền ngươi gọi cố lạp đa. Dứt lời, một chiêu vẽ rồng điểm mắt trực tiếp đưa cố lạp đa lên trời. Đồng hành các khu vực quán quân đều kinh ngạc. Một chiêu càng phi cố lạp đa ngươi gọi đây là lục mao trùng. Chương 1 Hiến tế tiến hóa hệ thống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Tóc xanh trùng cũng có thể trở thành rây ca một dạng tồn tại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 C cấp ẩn dấu vào hóa con đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Tóc xanh trùng hóa lông chi lộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Ân cứu mạng, lúc này lấy không thay đổi chi thạch báo chi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Tài liệu đầy đủ, mở ra tiếng hóa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Phỉ Thúy Ngọc Trung Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Hiến tế liền có thể thăng cấp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Tài chính tới sổ, điên cuồng mua sắm tóc xanh trùng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Thăng không hết, căn bản thăng không hết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.